cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine trưa thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2023. Cuối tuần vừa qua là một ngày vô cùng đẫm máu cho quân xâm lược. Lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine đã mất 1.250 binh sĩ, 19 xe tăng và 37 hệ thống pháo binh chỉ trong một ngày. Chiến công bản nhãn của lực lượng phòng vệ, một phi trường quân sự Nga ở thành phố Morozovsk, vùng Rostov đã bị tấn công, ít nhất một máy bay quân sự bị hư hại. Bất chấp những tổn thất, những ngày này quân đội Nga một lần nữa trở nên tích cực hơn trên hướng Avdiivka, có một nỗ lực rất mạnh mẽ để xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine. Chuyển sang một diễn biến khác, cơ quan an ninh Ukraine cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi phát hiện có thiết bị thu thập thông tin được gắn trong văn phòng Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valery Zaluzny. Moscow không có hứng thú gây ra chiến tranh với các quốc gia NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói như vậy sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo rằng Điện Kremlin có thể hành động chống lại liên minh nếu viện trợ của phương Tây cho Ukraine bị chùng bước. Mặc dù nói như vậy nhưng Nga mới đây lại cho hay sẽ thành lập một quân khu mới để củng cố các vị trí của mình gần Phần Lan nhằm đáp lại quyết định gia nhập NATO của nước này. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mulefa xin được kính chào và rất cảm ơn quý vị đã quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua trên kênh The Second Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nhiều nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, có thể nói tuần vừa qua là một ngày vô cùng đẫm máu cho quân xâm lược. Theo quân đội Kyiv, lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine đã mất 1.250 binh sĩ, 19 xe tăng và 37 hệ thống pháo binh chỉ trong một ngày, như vậy là Moscow đã mất 346.070 quân trong gần 22 tháng chiến tranh tổng lực trên đất nước Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, cho biết trong một bản cập nhật hôm Chủ nhật, Điện Kremlin cũng mất 37 hệ thống pháo binh trong 24 giờ. Kyiv cho biết, điều chỉnh tổng số tổn thất lên 8.137. Mặc dù rất khó để đánh giá tổn thất trên chiến trường, nhưng những số liệu từ quân đội Ukraine là dấu hiệu mới nhất về tổn thất nhân lực và trang thiết bị đáng kinh ngạc mà Nga phải chịu ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng số liệu thống kê của Ukraine có thể gần giống với con số thiệt hại thực tế về thiết bị của Nga, mặc dù có một số khác biệt về số liệu thương vong và số người chết. Nga không cung cấp con số thiệt hại được báo cáo của Ukraine. Nhưng bộ quốc phòng Moscow hôm thứ bảy cho biết, lực lượng vũ trang của Kyiv đã mất 490 binh sĩ trong ngày qua. Hôm thứ ba, Reuters đưa tin gần 90% quân nhân trước chiến tranh của Nga hiện đã chết hoặc bị thương, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với một tài liệu tình báo được giải mật của Mỹ. Con số này lên tới khoảng 315.000 quân Nga thiệt mạng hoặc bị thương trong nhiều tháng chiến tranh với thương vong nặng nề. Vào giữa tháng 11, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Vương quốc Anh James Hoppy nói với các nhà lập pháp Anh rằng London tin rằng khoảng 302.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Theo thống kê của Kyiv, Nga hiện thường xuyên mất hơn 1.000 binh sĩ mỗi ngày với con số thương vong luôn cao khi Moscow dần bao vây thị trấn Abdivka của Donetsk. Điện Kremlin đã phát động một cuộc tấn công vào thị trấn công nghiệp, nơi đã trải qua nhiều năm ở tiền tuyến, vào ngày 10 tháng 10. Từ thời điểm đó đến cuối tháng 11, Nga đã chứng kiến một số tỷ lệ thương vong trong cuộc chiến ở Nga cao nhất cho đến nay. Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào tháng trước, Nga đã hứng chịu 13.000 thương vong trong những tuần xung đột xung quanh Avdivka. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Andrei Washington nói với CNN vào đầu tuần này, Hôm chủ nhật, quân đội Ukraine cho biết Nga đang nỗ lực bao vây Avdiivka, nhưng nhắc lại rằng binh lính của Kyiv đang kiên định phòng thủ. Ukraine đẩy lùi thành công 30 cuộc tấn công của Nga dọc theo chiến tuyến xung quanh Avdiivka. Bộ Tổng tham mưu cho biết Nga đã không đề cập đến thị trấn này trong danh sách hàng ngày vào thứ Bảy. Tiếp tục là một chiến công mãn nhãn của lực lượng phòng vệ, vào rạng sáng ngày 17 tháng 12, một phi trường quân sự Nga ở thành phố Morozovsk, vùng Rostov đã bị tấn công thành công. Ít nhất một máy bay quân sự bị hư hại. Những bức ảnh về hậu quả của tấn công đã bị rò rỉ trên Internet. Chính quyền và cơ quan tuyên truyền Liên bang Nga bảo đảm rằng cuộc tập kích ban đêm bằng UAV được cho là của Ukraine đã bị đẩy lui và không có thương vong hay thiệt hại. Điều này hóa ra là một lời nói dối. Đánh giá dựa trên đoạn phim được công bố, ít nhất một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đã bị tấn công và bị mảnh đạn cắt đứt. Các nhân chứng cũng đã quay phim các mảnh vỡ từ một trong những chiếc UAV thực hiện cuộc đột kích. Trên cánh của nó có dòng chữ bằng tiếng Ukraine. Xin gửi lời chào tới người Nga từ Yarik. Cần lưu ý rằng trung đoàn máy bay ném bom 559 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga được trang bị máy bay Su-24 và Su-34, đóng quân ở Morozovsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Đêm 17 tháng 12, lực lượng phòng không Nga được cho là đã chặn 33 máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Libesk, Rostov và Volgograd. Tuy nhiên, Bộ Quân sự Liên bang Nga này không phải là nguồn đáng tin cậy. Nó thường xuyên bị cáo buộc xuất bản những thông tin giả mạo về chiến tranh. Thưa quý vị, bất chấp những tổn thất, quân đội Nga một lần nữa trở nên tích cực hơn trên hướng Abdivka, có một nỗ lực rất mạnh mẽ để xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine. Theo đó, kể từ ngày 10 tháng 12, một làn sóng tấn công mới rất mạnh mẽ của lực lượng vũ trang Nga vào Avdivka bắt đầu kéo dài 6 ngày. Chỉ trong ngày tấn công đầu tiên, quân Nga đã mất chín xe tăng. Thông tin này được chia sẻ trên blog của một sĩ quan trinh sát trên không người Ukraine, người viết blog trên X với biệt danh Chris Forcher. Quân đội này đã chia sẻ đoạn phim về thiết bị quân sự của Nga bị phá hủy trong cuộc tấn công vào Avdiivka từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 12. Trận chiến diễn ra khốc liệt và rất khó khăn. Chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga là bên đầu tiên mất xe tăng T-64. Theo Graf Forscher, đó có thể là một chiếc xe tăng cảm tử chứa đầy chất nổ. May mắn thay, nó đã bị bắn hạ trước khi kịp tiếp cận các vị trí của Ukraine một sĩ quan trinh sát trình khôn đếm được 8 xe tăng T-80BV và một chiếc T-72 của Nga bị phá hủy trong cuộc tấn công ngày 10 tháng 12. Ngoài chúng, lực lượng vũ trang Ukraine còn đốt khoảng 10 xe chiến đấu bộ binh IFV và xe chiến đấu cơ giới MTLB của quân xâm lược. Cuộc giao tranh chính diễn ra ở phía nam hướng Avdiivka, nhưng quân Nga cố gắng gây áp lực từ phía bắc và chịu tổn thất. Ở đó, một quân nhân đã ghi lại hình ảnh 4 xe tăng của lực lượng vũ trang Nga T-72B3 cũng như một số xe chiến đấu bộ binh bị hư hại. Chúng ta hãy lưu ý rằng quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Avdivka khoảng một tháng rưỡi trước. Những kẻ xâm lược đã gửi một lượng lớn lực lượng và nguồn lực tới đó nhằm cố gắng chiếm giữ một trong những khu vực kiên cố mạnh nhất của lực lượng vũ trang Ukraine. Người Nga đã chịu tổn thất khổng lồ mà không có nhiều thành công. Các chuyên gia tin rằng cuộc tấn công có mục tiêu chính trị hơn là quân sự nhà độc tài nga vladimir putin rất cần một loại thành công quân sự nào đó ở mặt trận để tuyên bố thắng lợi về việc đề cử tổng thống của mình tuy nhiên ý tưởng của ông đã thất bại hoàn toàn abdivka vẫn cầm cự được mặc dù thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn bởi pháo kích của nga Chuyển sang một diễn biến khác, ngày 17 tháng 12, cơ quan an ninh Ukraine cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi phát hiện có thiết bị thu thập thông tin được gắn trong văn phòng Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valery Zaluzny, theo hãng tin Reuters. Cơ quan này cho biết thiết bị trên được tìm thấy trong trạng thái không hoạt động, qua kiểm tra sơ bộ không phát hiện bất kỳ tệp thông tin hay bản ghi âm nào. Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp để làm rõ hành vi tội phạm này, cuộc điều tra hình sự sẽ giúp ngăn chặn hành vi mua bán sử dụng trái phép các phương tiện kỹ thuật cho mục đích thu thập thông tin quân đội ukraine cơ quan an ninh ukraine tuyên bố theo reuters tổng tư lệnh ukraine ông zalusny là một trong những quan chức giữ vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách quốc phòng ukraine ông chịu trách nhiệm chỉ huy huấn luyện và điều hành các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang ukraine Hồi tháng 11, Tổng tư lệnh Ukraine Zaluzny từng đánh giá rằng chiến sự tại Ukraine đang rơi vào tình trạng bế tắc vì không lực lượng nào có thể tiến quân được. Quan điểm của Tổng tư lệnh Ukraine Zaluzny đã vấp phải sự phản đối của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Theo đó, ông Zelensky thừa nhận rằng có sự mệt mỏi trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm tại Ukraine, nhưng không hề có sự bế tắc nào trên chiến trường. Ông còn kêu gọi quân dân Ukraine cần sát cánh giải quyết vấn đề, nỗ lực hơn nữa để bảo vệ hòa bình và an ninh quốc gia. Putin đạo đức giả nói không muốn chiến tranh với các nước NATO. Moscow không có hứng thú gây ra chiến tranh với các quốc gia NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói như vậy sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo rằng Điện Kremlin có thể hành động chống lại liên minh nếu viện trợ của phương Tây cho Ukraine bị chùng bước những gợi ý cho rằng nga sẽ tấn công một quốc gia nato là hoàn toàn vô nghĩa putin nói với truyền thông nhà nước nga trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào chủ nhật đầu tháng này biden nói với các nhà lập pháp hoa kỳ rằng nếu putin chiếm ukraine ông ấy sẽ không dừng lại ở đó nếu putin tấn công một đồng minh nato thì hoa kỳ sẽ phải tham chiến vì chúng ta đã cam kết với tư cách là thành viên nato rằng chúng ta sẽ bảo vệ từng in lãnh thổ của liên minh Biden nói hướng tới những đảng Cộng hòa đang ngăn chặn viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine. Theo điều năm của Hiệp ước NATO, một cuộc tấn công vũ trang vào bất kỳ quốc gia thành viên nào của liên minh đều được coi là tấn công vào tất cả. Các quốc gia như Mỹ đã thận trọng với việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv, cung cấp viện trợ dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng muốn nhắc lại rằng các quốc gia NATO không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO, Helsinki gia nhập liên minh vào tháng 4 năm 2023. Điều này đã làm tăng gấp đôi biên giới của NATO với Nga và làm gia tăng căng thẳng dọc theo sườn phía đông của liên minh. NATO kéo Phần Lan vào liên minh, ông Putin cho biết trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật. Điều đó hoàn toàn vô nghĩa và tôi nghĩ Tổng thống Biden hiểu điều đó. Putin nói về nhận xét của Tổng tư lệnh. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói thêm rằng Nga không có lợi ích địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự nào trong việc gây ra xung đột với các nước NATO. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết sau bài phát biểu của Biden rằng Mỹ đã mất liên lạc với thực tế, dễ dàng thảo luận về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa các lực lượng vũ trang của hai nước chúng ta. Lời lẽ mang tính khiêu khích này là không thể chấp nhận được đối với một cương quốc hạt nhân có trách nhiệm. Antonov nói, tuy nhiên cuộc chiến ở Ukraine liên tục làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu giữa Nga và NATO, dù Washington nhiều lần khẳng định không có chiến tranh với Moscow. Ukraine cũng nhiều lần định vị mình là cửa ngõ vào các quốc gia châu Âu và NATO, do đó những nước này có thể trở thành mục tiêu tiềm năng của Nga nếu Kyiv thua trong trận chiến chống lại Moscow trạng chết chúa cũng bằng hà. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo các đồng minh phương Tây của Kyiv trong những ngày đầu của cuộc chiến. Hôm thứ Năm, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg nói với giới truyền thông rằng nếu lực lượng của Điện Kremlin giành chiến thắng ở Ukraine, có nguy cơ thực sự là hành động ngây hấn của ông ta sẽ không kết thúc ở đó. Mặc dù nói không muốn chiến tranh với NATO, nhưng Nga cho hay sẽ thành lập một quân khu mới để củng cố các vị trí của mình gần Phần Lan nhằm đáp lại quyết định gia nhập NATO của nước này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố. Ông Putin đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin được phát sóng hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 12. Nói rằng Helsinki chưa gặp bất kỳ rắc rối thực sự nào với Moscow trong nhiều thập niên, nhưng bây giờ thì có. Họ đã chiếm và kéo Phần Lan vào NATO. Chúng tôi có tranh chấp gì với Phần Lan không? Tất cả các tranh chấp bao gồm cả những tranh chấp có tính chất lãnh thổ vào giữa thế kỷ 20 đã được giải quyết từ lâu. Ông Putin tuyên bố và lưu ý rằng Nga thực sự không có tranh chấp lãnh thổ với bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào để chống lại cái gọi là sự mở rộng của khối do Mỹ đứng đầu, Nga chuẩn bị thành lập quân khu Leningrad hoàn toàn mới. Đúng như tên gọi, lực lượng mới sẽ đóng quân tại vùng Leningrad ở phía tây bắc đất nước, nơi tọa lạc của thành phố Saint Petersburg, được gọi là Leningrad thời Liên Xô. Ông Putin nói thêm, trước khi Phần Lan quyết định gia nhập NATO, hai nước có mối quan hệ thân mật nhất, Tổng thống lưu ý rằng rắc rối nhỏ duy nhất mà Moscow và Helsinki gặp phải là tranh chấp kinh doanh xoay quanh ngành chế biến gỗ. Phần Lan công bố quyết định gia nhập NATO vài tháng sau khi chiến tranh giữa Ukraine và Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Tháng 4 năm nay, nước này đã trở thành thành viên chính thức của khối do Mỹ đứng đầu. Moscow nhiều lần cho rằng quyết định của Phần Lan là sai lầm vì thực tế là các nước láng giềng không có vấn đề song phương nào chưa được giải quyết. Tuần trước, Helsinki công bố kế hoạch ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng DCA với Mỹ, cho phép Washington đóng quân và dự trữ vũ khí, đạn dược ở nước này. Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết Helsinki sẽ mở 15 khu vực trên khắp đất nước, trong đó Washington sẽ được cung cấp quyền tiếp cận và sử dụng không bị cản trở. cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến cuối chương trình bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc ở đây và rất mong quý vị hãy bấm vào nút like chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh còn bây giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo